sư vô an kiên yeah. sư mở mic của sư à, sư chúng con xin kính chào sư ạ <laughs> kính chào sư Hãy <laughs> <laughs> có một cái tin vui đó là tin vui cũng là tin buồn <laughs> tin vui rồi. có nghĩa là tin vui có nghĩa là đây là bài kinh cuối cùng của cuốn một còn tin buồn là bà con phải mua cuốn hai để cũng phải mua cuốn hai <laughs> chứ thì có một, một, vài bà con là ý y nghĩ rằng cuốn lâu lắm chứ thật ra cuốn nó làm lẹ lắm cuốn làm mau lắm thì bà con cứ dò đi một cuốn như vậy đó là 500 trang nên đang mình hai mặt vậy thì còn cái hai trăm rưỡi mà hai trăm rưỡi mà mình, chia theo cái tự kinh đó thì cũng còn bao nhiêu hết á cho nên nó là nói tin buồn cái đó là tôi nó đùa thôi chứ thật ra nó hay cái chỗ là sau khi mà bà con nghe xong bộ năm cuốn này nè thì nghe kỹ nha phải nói là nghe kỹ đó, chứ còn nghe kiểu mà, mà lơ mơ thì đủ nghe kỹ năm cuốn calame đó thì bà con cũng ít nhiều rồi tự tin là mình cũng đã bước chân trong chân, chân ngoài vào ở trong cái gọi là cái kinh điển đi ừ. thì mình bắt truyền có một câu là trí tuệ như hải thâm nhập kinh tạng thì mình chưa có được như hải nhưng mà Tre, cũng được như cái lưu cũng đỡ người ta thâm nhập kinh tạng thì mình chỉ mới cái chèo uh, xa bờ một chút thôi uh, giờ là cũng điều đáng đáng, đáng khích lệ đây là bài cuối cùng uh, của quyển Kalama một của cái lệnh bắt đầu từ tuần sau uh, chúng ta học Kalama uh, hai uh, thưa bà con trong cái bài kinh hữu vi này nè kinh hữu vi này nè chúng ta có dịp biết đến một số chuyện tôi cho là rất là cần thiết đó là theo kinh điển nam truyền ấy thì chỉ có thánh nhân chỉ có thánh nhân mới là chắc chắn không có sao đó còn cái gọi là bồ tát ấy, là hệ ngày nào mà chưa có chứng quả thánh tầng thấp nhất ấy, thì là ngày đó cái cơ hội bị đọa rất là cao ví dụ như mình thấy đức phật thích ca mâu ni mà sau đời phật ca diếp thì ngày cũng phải lên lên xuống xuống tức là cõi người trời và đọa đó cũng mấy lần bồ tát gì là cũng vậy mặc dù theo kinh đó thì hiện giờ là ngài đang có trình đấu sức ấy nhưng mà cái tuổi thọ đủ sức thì chúng ta biết rồi Đâu ông kiên ông nhân làm toán kìa ở cõi đâu lợi đó là họ sống được một ngàn tuổi của họ một ngàn tuổi của họ và ngàn tuổi của mình nha ngàn tuổi của họ mà một ngày đêm của họ đó là một trăm năm nhân loại tức là một thế kỷ mình đó một tháng của họ cũng có ba mươi ngày và một năm họ cũng là 12 hai tháng đây một tháng thì hai mươi ngày trên đó không có, trong kinh thì không có nói nhận nha trong kinh không có nói trên đó có nhận một tháng thì 30 ngày và một năm 12 tháng mà một ngày của họ nó là bằng 100 năm của nhân loại đó trong của mình bây giờ này mà họ sống 1.000 tuổi như vậy. vậyõã dạ ma thì cái diệu gấp đôi cóã dạ ma đó thì một ngày một đêm ở đó nó bằng 200 năm của mình mà tuổi thọ đó là cũng là 2.000 tuổi 2.000 tuổi củaõ da dạ ma đây rồi có đấu sức kể cái cõi mù tắc gì đang di lạc đang ở đó, cõi đấu sức thì một ngày đêm ở nó bằng 400 năm của mình. Đây. Mà ở đó họ sống được 4.000 tuổi, 4.000 tuổi. tuổi của cõi đấu sức nha, đừng, đừng có tính lộn cõi cõi kia. Thì bà con coi coi sức coi, 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 coi là thọ bao nhiêu năm của nhân loại, kể ra thì nhiều thiệt nhưng mà chẳng thấm béo gì đâu so với cái khoảng thời gian mà từ đây mà cho đến lúc cụ tác chỉ là thành phật à, thì cái thời gian nó dài lắm thì bà con hỏi từ dài là nhiêu thì, 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 thì không tin phật ấy. không tin kinh ấy, thì thấy đó hơi phong thần nhưng mà kinh nói sao thì chúng tôi nói như vậy nha <laughs> kinh nói nó là tuổi thọ mình bây giờ đó là 75. tức là thời đức phật lẫn tâm mà cứ 100 năm mới giảm một dần lần Giảm cho đến bây giờ nó là người khỏe mạnh minh mẫn ấy là 75. Thì nó sẽ tuột nữa, nó tuột cho nào còn 10. Tức là đâu khoảng chừng 3 tuổi, 5 tuổi là người ta có vợ có chồng này. Đấy. Rồi là 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 10 xong mới đầu á là người ta biết tu hành là nó tăng lên. Nó tăng lên đến một e tăng kỳ tuổi. Của e tăng kỳ tức là 10 lũy thừa 140. Ừ. 10 lý thừa 140. Uhm. Mười lý thừa 140 mười lý thượng trăm bốn mươi tức là một số một trăm bốn số không nha tức là nếu mà quy ra tỷ ấy, thì cõi đấu sức không có thấm béo gì hết nha rồi lên tới quan đăng Kỳ xong rồi nó tụt xuống từ, từ 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 nó tụt xuống đến tám 000 ngàn à, thì lúc đó phần di lạc ra đời đấy đó là trung kinh đó như vậy cho nên ba cái vụ mộ Long Hoa gì của miền Tây Nam Bộ mình đó thì do mình chế chứ còn trong kinh điển Pali ấy, thì không phải như vậy cái nước là như tôi vừa trình bày tức là bây giờ là bé lâm mà nó tuột từ từ cứ năm năm nó tuột tuổi tính trung bình nó tuột cho nào còn có 10 10 nữa, nó mới tăng lên từ 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 nó tăng lên đến một a tâm kỳ a tâm kỳ năm ấy rồi nó tuột xuống từ 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 nó tuột xuống cho đời 80 ngàn thì lúc đó chỉ là của nó đời có nghĩa là cái tuổi thọ đấu sức của ngài nó không có là gì hết và ngài tuyệt đối tuyệt đối có đủ thời gian để mà đi lên đi xuống ba cõi sáu đường đặc biệt lại không về những cái cõi mà sống lâu như phạm thiên là không kiếp khác thì được nhưng mà trái đất này thì không không còn cái đủ thời gian để về phạm thiên nữa ngày chỉ quẩn quanh nó có dục thôi nha nhớ mà chứ còn trước đây thì có nhưng bây giờ thì không kiếp này hết rồi thì không có cơ hội về phạm thiên nữa quẩn quanh nó các cõi dục thì trong đó là cái khả năng bị đọa đó là, là chỉ có mấy cái địa ngục lớn đi như địa ngục a tỳ này địa ngục không gian này không có vô chỉ còn mấy địa ngục nhỏ nhỏ đó là là vô bà con thế nào cũng hỏi là tại sao mà tu lâu như vậy mà vẫn có cơ hội xa đọa thì xin đưa thế này lâu là nói trên thời gian chứ còn nói trong thực tế đó, thì trong cái kiếp trong cái thỏa luân hồi của mình đi thì dầu là bồ tát cái cơ hội mà ở gần người xấu ở gần bạn xấu rất cao dầu ngày có khả năng tỉnh thức rất cao nhưng mà cái gọi là tập khí phiền não cái sức mạnh bất thiện rất mạnh ai cũng phải hết mạnh ở đây là là dĩ nhiên ngày so với mình thì ngày ngon lành rồi đó ừ. nhưng mà 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 nói trên nguyên tắc là nghiệp báo đó thì, thì cái bất thiện của một vị bồ tát trước khi đắc đạo là cái chuyện mà tạo các nghiệp mình để bị đọa đó nhiều lắm thí dụ nói thẳng luôn nghiệp gì thí dụ những cái nghiệp mà xúc phạm ấy xúc phạm hiền thánh đó, xúc phạm hiền thánh đó. Ừ. Ờ, có những cái mình sinh ra rồi gặp người ta tu hành rồi mình ghét ấy, hoặc là mình tấn công tập thể chúng ta biết rằng có có hai cái đối tượng mà mà chạm nhờ rất là phiền đó là cá nhân đức độ hoặc là tập thể thì tập thể nó không ra gì nhưng mà tập thể nó quá đông đi không? tập thể năm bảy người thì còn còn hy vọng chút đỉnh chứ còn tập thể mà Thí ừ, dụ như mình làm vua chẳng hạn mà mình có một cái đường lối cai trị mà nó hơi phi phi nó hơi trái đạo ấy thì cái 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 quả mà mình gieo ra cho thiên hạ nó nhiều lắm bởi vì thiên hạ trong một đất nước nó nhiều lắm không thì uh, mạnh lắm á mạnh lắm mạnh lắm đâu phải kiếp nào ngày ngày các các bồ tát sinh ra cũng là minh quân thánh chúa đâu mà có chuyện kiếp cũng vô quân vô đạo vì sao là vì hai lý do một đó là Sam thần Sam, Sam thần uh -huh. uh, Giang gian thần này thứ hai nữa là cái gọi trong kinh gọi là cái cái cái, thiền não tiềm tàng anus giác cái mà nó còn ấy thì cái khả năng mà mình gọi là bậy bạ nó nhiều lắm không rồi thế là đó là cái, cái cái, cái bao nhiêu nghiệp mà hàng triệu tỷ 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 tỷ, kiếp mà đã tạo nghiệp xấu nhiều lắm luôn tức là các vị đó không ngừng eh, tu tập và làm mật, không ngừng quân tập các cái hạnh lành đúng nhưng mà nó xen kẽ trong tiếng Pali gọi là cam mắt chít đá cam mắt cam mắt đá gọi là mấy cái mấy cái khe hở chỉ chít đá nghĩa là kép kép mấy cái khe hở mấy cái khe hở của của của, của thiện tâm thì chúng mấy cái hở thiện nghiệp thì cái tâm mắt đó này có hai hai trường hợp một là cái người đó rất là ác nhưng mà lâu lâu nó cũng cái chen cái thiện nha nó gọi là cũng là cái khoảng hở của nghiệp hoặc là người đó thiện nghiệp nhiều nhưng mà lâu lâu cũng chen nó cái ác vô gọi là cũng là tâm là khoảng hở của nghiệp nhớ ha rồi từ tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần tâm hồn của chúng ta đấy nó có hai trường hợp một là hoa trên cỏ hay là cỏ trên hoa Hoa trên cỏ ví dụ như là cái người đó tu thì ít thiện thì ít mà cái ác thì nó nhiều à, cho nên là lâu lâu nó có một tí à, thiện tâm thì gọi là hoa trên cỏ có lòng họ là cỏ dại không à nhưng lâu lâu cũng có mấy đó hoa đẹp rồi trường hợp thứ hai đó là cỏ trên hoa ví dụ như những người họ tu nhiều quá à, thì tỉnh thoảng họ cũng có cái bậy, thì cái là là cỏ trên hoa cỏ trên hoa và chúng ta biết chúng sanh có ba hạng thiện nhiều hơn ác đấy rồi ác nhiều hơn thiện đấy hạng thứ ba là 50 50 đấy thì cái hạng mà thiện nhiều hơn ác này thì cái bất thiện ở họ nó là cỏ trên hoa còn cái hạng ác nhiều hơn thiện á, thì cái thiện của họ nó là hoa trên cỏ còn cái hạng mà thiện ác 50 50 á, tức là lúc tu lúc quậy á, thì đó là nửa hoa nửa cỏ ừ. rồi bà con mà. <laughs> thì bắt, đầu giảng cái bài kinh hữu dư y là tôi phải dạo một vòng cho bà con thấy hễ còn là pha mí thì cái cơ hội bị đọa là rất lớn không phải rất lớn mà là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối cơ hội bị đọa là tuyệt đối có thể ừ. thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng để gọi là tuyệt đối tránh được cái chuyện sa đọa Và bốn cái, cái cảnh giới gọi là đau khổ đó thì chỉ có chính hạn thôi chính hạn thánh hữu học la hán thì mình khỏi bàn bởi vì các ngài không còn tái sinh nữa nha dầu tái sinh bị cõi lầm cũng không nữa nha à, theo kinh điển nam truyền la hán không còn tái sinh còn bên bắc truyền nên thì chứng la hán rồi có thể là upgrade cái hạnh nguyện mình thành bồ tát à, thành bồ tát rồi bắt đầu tiếp tục tu hành mà bằng, bằng một cái tâm thái cực kỳ ngon lành Đấy. À, quân tu các hạnh lành rồi thị hiện bổ sứ các nơi rồi à, cuối cùng mới thành phật à, như kinh pháp hoa nói là, là nghe sẽ là một phật một viện liên anh đang cây giúp ra hậu la rồi tất cả sẽ là thành phật hết rồi. Nhưng bên nam truyền thì không bên nam truyền nói là khi mà đã chứng quả là hát rồi thì dầu đó là quả vị tinh văn một vị tinh văn vô danh đi nữa ừ. nhưng mà đã chứng quả thì, rồi đó thì không còn khả năng tái sinh mà mà không cần tới quả vị la hát chỉ cần tu đồ quên thôi một cái vị mà đã chứng quả tu đồ quên họ có hai lý do mà họ không có thể nguyện thành phật được Mong là cái thời gian lương hồi của họ nó quá ngắn mà chỉ còn có bảy tối đa là bảy kiếp thôi thì làm ăn gì được thứ hai là một người đã hiểu thấu tứ đế đó. thì dầu cho họ có một lòng kính ngưỡng thế tôn bằng trời biển cái lòng kính ngưỡng đó minh mông như trời biển đúng không? nhưng mà một cách rốt ráo họ hiểu rằng là duyên đã lỡ thì tôi chứ còn đã đặt chân vào cái 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 cái, cái, cái thánh địa rồi đó thánh tâm rồi đó cái cõi đất tánh nhân rồi đó. thì thấy mọi thứ là khổ mọi thứ là khổ dầu đó là cái hình hài hay là cái tâm lý đời sống tâm linh của một vị phật cũng là khổ và khi mà họ đã hiểu tứ đế ở cái tầng thấp nhất ý, tầng thánh thấp nhất ý, thì họ không còn đủ cái thiết tha không còn đủ cái thiết tha để mà dấn thân vào cái dòng lửa đạn đó nữa Đấy thì những người không học giáo lý thì họ bị rất là sốc cái này nó nói tại sao Phật quả thiên liêng như vậy mà bị sơ quả từ chối thì ở đây mình phải nói cái này bắt buộc học giáo lý thôi. Có nghĩa là thiên liêng là khi mình còn phàm kìa. Thì mình cái, cái 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 cái, cái thiện cái ác mình nó 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 là cái thiện ác của người chưa thấy bốn đế, mình mới đủ cái cái hứng 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 khởi ừ. để mà dấn thân xa đọa chứ một người mà đã hiểu bốn đế rồi đó thì họ không còn cái hứng khởi để mà đi xa nữa hết rồi rồi cộng với cái thời gian họ còn lại không nhiều đây đây là hai lý do mà vụ vị là, là thấm thấp nhất sơ quả không còn có khả năng không có khả năng mà bị thành phật nha yeah. rồi ở đây trong bài giảng này thì tôi đã mở mở đầu bằng một loạt vấn đề để mà con biết thêm yeah. rồi bây giờ vô tới chánh kinh này trong bài chánh kinh này đức Phật ngày dạy ra nghĩ là chỉ trừ ra quả vị la hét thì các cái quả vị thánh nhân còn lại đó, Điều có thể còn tái sinh ừ. chính hệ tức là năm hạng uh, tam quả à, do tôi phải nói rõ do cái căn cơ của người đang nghe à, cái căn cơ của người đang nghe cho nên đức Tôn nghe kể, 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 kể chính cái tầng mà 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 mà, 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 mà. thánh hữu học đó nghe kể trên trước dưới sau và có chỗ thì ngày kể dưới trước trên sau là lý do là tại vì cái 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 căn cơ cái tâm địa của mấy người nghe đó mấy vị mình đang nghe trước mặt kệ là họ nghe như vậy họ họ với họ nó thích hợp hơn ừ. chứ không phải là ngẫu nhiên với cái phật trí như thế tôi không có vụ ngẫu nhiên nha ừ. rồi nhớ cái đó. sẵn cái này nói luôn gặp chú giải ấy, thì nói rằng vắng tắt thì có năm hạng tam quả nhưng mà nói đầy đủ ấy, thì lên tới là bốn năm chục hẹn là bốn năm chục hẹn là bốn năm chục hạng nhưng mà kể vắng đắt thì chỉ có năm hẹn thôi nha rồi mà kể ra mà con chỉ thêm cùng thôi tôi đọc chữ giải tôi cứ tính giảng Rồi thấy giảng là mạnh lắm con nghe con nhớ không nổi lớp là lớp cho đại chúng mà rồi thì chúng ta biết rằng đó là muốn chứng được cái quả vị thánh nhân thấp nhất ấy, là phải có ba la mật phải có ba la mật Đấy. dù cái ba la mật đó là ba la mật cho sơ quả nhưng mà phải tròn đủ để chiến sơ quả ừ. mà cái ba la mật đó là chúng ta biết là thập độ ấy. mà thập độ đó là gồm bố thứ trì giới nhẫn nhục là chân thật trí nguyện từ tâm hành xã đó thì mười cái này lúc mình còn phàm ấy thì gọi là ba la mật nhưng mà trong cái giây phút chiến đạo ấy thì mười cái này nè nó lại gom gọn lại nó bổ nó là thành cái nguồn năng lượng để nuôi dưỡng năm cái đạo lực. À, được, đạo lực cũng được mà bảy đạo lực cũng được mà tám đạo lực cũng được gọi là 37 đạo lực cũng được tại vì bảy nhóm mà ở trong 37 này đó thì nhóm này chính là nhóm kia nhớ nha nhóm này chính là nhóm kia Nên như có nhiều người hiểu lầm ấy là nói là tu chánh đạo là tu sao hay là tu trước thức giác chi là thức giác chi là tu trước hay tu sau với chánh cần đâu 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 cái đó là sai bét nha đó là sai không hề có cái vụ mà mà tu cái này trước rồi tu kia trước họ hiểu lầm cái đoạn kinh này, này. là khi bị ấy tu thức giác chi thì tứ niệm xứ cũng được tu tập là, tu tứ niệm xứ thức chi cũng được tu tập rồi họ tưởng là hai cái đó khác nhau chứ không hai cái đó giống giống nhau ừ. mình tạm hiểu cái này khi mình làm cho vợ của ba vui cũng có nghĩa là mình làm cho má mình vui mà khi mình làm cho má mình vui cũng nghĩa là mình làm cho con gái con ngoại mình vui mà mình làm cho con gái con ngoại vui cũng nghĩa là mình làm cho con dâu của ông nội mình vui đại khái như vậy tức là má mình vợ của ba con gái của ông ngoại và dâu của ông nội thì bốn người đều là một thôi ừ. nhớ nha ừ. rồi thì uh, là khi mình còn lưng ngồi đó mình còn là phàm đó, thì gọi là thập độ À, nhưng mà chính uh, bên bắc truyền là lục lục độ Ở mình 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 nam truyền là thập thì uh, là trong lúc mà gọi nói, nói là nó là công đức nó là cái nguồn công đức để mình nuôi dưỡng cái, cái, cái phật phật hạnh đó, phật đạo ấy thì gọi là ba la mật chứ theo trong Adidas ấy thì cái thập độ này nè cái chi pháp nó chính là 25 tâm sở 13 tâm tự 13 tâm sở tự tha với là 25 tâm sở tự thảo kia là 38 ấy ừ thập độ đó là là tám tâm sở này. Rồi 37 Bồ đề phần ấy cũng chính là 38 tâm sở này. Nhớ nha, nghe thì đàm, đung đung này nghe nhớ cái đó. Chứ mình chia tùm lum đà la nào là thập thiện, thập độ rồi ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi và trình đạo chia ra để tùy trường hợp mà hiểu vấn đề giáo lý thôi. Chứ còn nếu mà nói về cái mặt gọi là thành phần, à, yếu tố tâm lý thì toàn bộ thập thiện hay là tập độ là ba mẻ bộ địa phần đều là 38 gồm gọi mươi 38 tâm sở 13 cộng 25 nhớ nha rồi chỉ là 38 năm sở đó thì lúc mình gọi là cái gì rồi. thì là muốn chứng sơ quả là bắt buộc phải có tính tấn định định tuệ nhưng mà cái năm cái này nè khi mà muốn chứng cái tầng sơ quả đó thì năm cái này nó ở cái mức thấp thôi đủ để chứng xe quả là được rồi à, nhưng mà để muốn muốn chứng ngộ mấy cái tầng thánh cao hơn ấy thì năm cái tầng này nó phải được nâng cấp à, nâng cấp nâng cấp nhưng chúng ta biết rằng là ở cái vị sơ quả cái đặc điểm là gì ta là niềm tin và giới hạnh vậy cái đặc điểm của vị sơ quả là niềm tin và giới hạnh niềm tin cái vị này đó là, là niềm tin về giới hạnh hai cái này gom gọn lại là, là gì ta? là bốn dự lưu phần là sota pati bốn yeah? dự lưu phần cái niềm tin và giới hạnh ừ. mặc dù là trên đất vị này phải có đủ năm quyền năm quyền mới chứng được sơ quả nhưng mà nói gọn ấy thì vị này là mạnh cái mặt mạnh của sơ quả đó là niềm tin về giới hạnh À, niềm tin về giới hạn tức là cái giới hạn như vị này đó là dầu cho trái đất có vỡ làm tám thân xác vị này có bị chẻ ra thành ngàn thì cái giới cũng không có vì vậy mà bị sức mẻ trầy xước lấm lem ô nhiễm không có thì, cái các vị hỏi giới đó giới gì thì phải nói là giới nào mà vị đó thọ trì đấy phải nói cho rõ nha giới nào mà vị đó thọ trì ví dụ như là uh, Giới thân khẩu ấy, thì gồm có gồm là năm giới tám giới 10 giới ở, ở, hoặc là xa di giới tỳ kheo giới tỳ kheo ni giới đấy đó gọi là cái giới uh, giới 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 cậu thân khẩu còn cái giới mà giới ý thì vị này là không có mắc vào cái tà kiến không còn cái tài kiến dầu thường cái đoạn vị không còn nữa đấy không còn nữa ở không còn cái sân cái tham vị này là không có đủ để phạm giới nhớ nha cái sân tham về nếu có nó không đủ được phạm giới đó. cái này gọi là dễ ý đó là tham sân về này vẫn còn nhưng không đủ được phạm giới ờ, không đủ để mà hoài nghi tam bảo nha nó gọi là dễ ý còn giới thân vị này tức là vị này thọ trì giới thân khẩu là vị này Ngoài trừ ra mấy giấy mấy giới số giới năm giới tám giới 10 giới năm đến năm giới hai trăm hai mươi bảy là ba trăm một thì vị này còn thêm nữa đó là vị này không có vi phạm thập ác Ừ, tập ác thanh tam khẩu tứ ý tam vì đâu có bị ờ, rồi. nhưng mà cái chốt lại đó là vị này đó là niềm tin là bất thối bất gọi là không có bị thối giảm có nghĩa là dầu cho trời đất có lật ngược càng không có đảo đi cái mấy thì bị tôi đồ còn không có thay đổi niềm tin nên tam bảo giới hạnh không có bị gọi là đứt đoạn là chạy xước lắm lên không ờ, rồi vị này chủ chủ yếu vị này bị giới và và, và điểm tin thêm một tầng nữa là tầng nhị quả cái tầng này nằm giữa sơ và tam cái tầng này thì cái giới và cái niềm tin về này hơn cái vị sơ quả cái định vị này nó cao hơn sơ quả nhưng mà cái định vị này nó còn kém kém là vì tam quả kém tại sao gọi là kém kém là bởi vì vị này không có nhất thiết là phải sanh về phạm thiên À, vị này mà định yếu thì không nhất thiết cứ phải sang về phạm thiên ừ. nhớ nha mặc dù định vị này mạnh hơn vị 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 sơ quả đó à, niềm tin mạnh hơn với lực là ngon lành hơn đó nhưng mà 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 mà, 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 mà cái định thì mạnh hơn sơ quả nhưng vẫn còn yếu hơn Người ta quả cho nên vị này không nhất không bắt buộc là phải về phạm thiên trong cái tầng nhị quả không có bắt buộc à. còn cái tầng tam quả đó thì đương nhiên là cái phần giới hạnh và niềm tin là mình khỏi nói rồi quả qua bên đi đến tầng này còn đem nhắc hai cái chuyện đó là xưa rồi nha Mà cái tầng này là định là cái như là ngon lành đó cái tầng này là định là ngon lành đấy bởi vì là tại sao gọi là ngon lành là bởi vì vị này là tuyệt đối không còn cái cơ hội quay lại tổ dục nữa tuyệt đối không có khả năng nữa không có khả năng quay lại tổ dục cho nên vị này là tối thiểu là phải là sơ thị tối thiểu ấy. Uh -huh. Mà trường hợp đó là nó đó hợp tối thiểu chứ còn là cỡ người mà không còn dục ái và sân như là tam quả thì họ muốn đắc tới cái tầng nào cũng được hết dễ yeah. Yeah. yeah, nhưng mà tại vì là do cái cơ duyên nhiều kiếp Cho nên là ta chỉ phần lớn tuyệt đại đa số à, tuyệt đại đa số là chỉ kết thúc ở cái thiền sắc thôi họ không có họ, họ uh, hiếm thôi có bị đi vào cõi uh, vô sắc rất là hiếm rất là hiếm đa phần này là về tình cư họ chỉ cần từ ngày ngủ Thiền sát giới là đủ rồi nha yeah, về tình cư mm. mà tại sao vậy bởi vì họ không có thiết tha lương hội dài nữa cho nên không có phải về gọi cô sắc họ cũng không có đam mê mà thiền vô sắc kiểu như phàm phu nữa vậy mm -hmm. right. có còn thích đó, còn thích nhưng mà cái đam mê mà đủ để đi xa là không chỉ có những vị đã trót là trót chứng thì phải đi thôi mm. right. như vậy thì bài kinh này mình thấy nó là là, 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 là Ừ, Đức Phật ngài dạy cho mình thấy là có chín hạng thánh chín hạng chúng sinh tức là chín hạng chín tầng thánh hữu học là không có thể sanh về các cõi đọa đại bắt bộ ra đã nói thánh nhân thì ngày kể ngày nào là, theo đồng bài kinh này thì phạm vu còn bắp bên nhưng mà thánh nhân thì không cái bắp bên phạm vu là sao ví dụ đồng kinh nói phạm thiên từ phạm thiên xuống thì có trải qua một kiếp động tức là phạm thiên xuống không có bị đọa được nhưng mà qua một một kiếp thôi một kiếp tội rồi sau đó bất định cái hạng thứ hai nó là ta là chúng sanh trong cái cội Bắc cô lưu châu chết rồi đó thì uh, dứt khoát không có đọa nhưng chỉ được cái một kiếp thôi kiếp động thôi sau đó bất định cái trường hợp thứ ba đó là chuyển lương dương chuyển lương dương chết rồi không có đọa được đó, đó là ba trường hợp Một là phạm thiên hay là Bắc lưu châu hay là chuyển lương vương ba vị này chết rồi có đọa nhưng mà chỉ được một kiếp là chắc an thôi sao kiếp đó là bất định còn riêng về các cái thánh hữu học ấy thì trước khi chứng là hán đó thì vị này là tuyệt đối ba chín vị chín trường hợp này là tuyệt đối không có không bị đọa chín trường hợp này tôi giảng giảng cầu mai chứ còn bà con hiểu được tôi chết liền được. chính cái trường hợp này là sao ta bây giờ thôi Trung kinh nói đi, nói là tự lên xuống thôi giờ trong bài này tôi giảng tôi nói tự thấp lên đi à, rồi à, tức là túng chứng của đồ quần là sao tức là từ cái người còn phàm á khi mà đủ duyên đó là họ mới bèn chứng cái sơ quả lần đầu tiên trong vô thủy luân hồi họ thấy được bốn sự thật họ thấy rằng mọi hiện hữu là khổ cái thấy này không phải là bằng sách vở hay là bằng thầy bạn bằng học lớp mà cái thấy này bằng chính tự thân họ thể nghiệm và thần chứng à, họ thấy mọi hiện hữu là khổ Đây. họ thấy rằng tất cả thiện ác buồn vui đều là khổ đấy thiện ác là nhân mà buồn vui là quả họ thấy tất cả thiện ác, buồn vui đều là, là khổ họ thấy được rằng tất cả thiện đều là khổ nhưng người bác chánh đạo vừa là khổ vừa là con đường thoát khổ trong vô số kiếp luân hồi mình đã từng có chánh kiến thì chánh tư duy nhưng mà mình không biết đó là có đường thoát khổ mình không phát huy đúng mức mình chỉ dùng tám cái đó để mà tu thập thiện về trời về người cho vui thôi chứ mình không có biết nâng cấp nó để nó đủ tầm để chứng thánh được chưa nhá ừ. yeah. rồi cho nên vị nó thấy rằng là tất cả thiện đều là khổ nhưng mà riêng cái bậc chánh đạo nó vừa là khổ và vừa là đường thoát khổ rồi nghe các vị đã thấy rằng tất cả ác đều là khổ riêng cái tham ái nó vừa là khổ và nó vừa là nguồn khổ đó là cái thứ nhất cái thấy thứ hai vì nó thấy rằng là thích cái gì cũng là thích trong khổ mà thích trong khổ nghĩa là đầu tư khổ. Cái, cái, thấy cái điều thứ ba đó là thấy rằng muốn hết khổ rồi phải vắng mặt tuyệt đối cái, ham thích trong khổ. Ba cái nhận thức này cộng lại chính là con đường thoát khổ. Ba cái nhận thức này cộng lại chính là bậc chánh đạo nha. Mỗi người sống và hành động theo ba cái nhận thức này, này thì chính là sống theo bậc chánh đạo. Rồi thì lần đầu tiên thấy được bốn sự thật này thì bị đó là không còn cái cơ hội quay lui để mà xa đoạn nữa vì nó lập tức trừ hẳn hai thứ tài kiến sau đây đó là thân kiến và hoài nghi thân kiến có nghĩa là không còn thấy cái thân này là tôi là của tôi à, có tôi trong thân tâm này trong thân tâm này có cái tôi là không đấy tức là hai mươi thân kiến đó tức là năm quẩn nam nhân với bốn cái vừa rồi đó là hai mươi À, năm quận là tôi có tôi rồi tôi là năm quận trong năm quận có tôi trong tôi có năm quận lấy bốn cái này nhân cho năm quận hai mươi thần ký vì đó không còn nữa. thứ hai là hoài nghi vì đó do hiểu bốn đế cho nên vì nó không có, có còn dốt nát ở trong mười hai dương khải nha không còn nữa vì đó biết rõ rằng nghệ còn có vô minh trong tứ đế thì còn có thiết tha trong nghiệp thì ngát mà còn thiết tha trong nghiệp thì ngát thì còn tạo ra trong đầu thai các cõi mà hãy còn đầu thai các cõi thì còn có sáu căn mà hãy còn có sáu căn thì còn có sáu thọ sáu ái sáu xúc mà hãy còn có sáu ái thì lại còn có tứ thủ mẹ à, mà hãy có tứ thủ thì tiếp tục tạo nghiệp thiện ác mà tạo nghiệp thiện ác thì tiếp tục tái sinh mà tái sinh thì là sao ta sinh già bệnh chết sầu bi khổ não vì nó thấy như vậy cho nên vì nó không có hoang mang tắc mắc tôi là ai tôi ở đâu tôi tới tôi sẽ đi về đâu bây giờ tôi cần phải làm cái gì thì đâu còn nữa để đó gọi là hoài nghi không có thắc mắc nữa nha như vậy thì vị này cái tầng thánh thấp nhất là là dứt hẳn các thân kiến và hoài nghi mà người mà dứt hai cái này nè thì người này không còn một tí ti cơ hội để đọa ừ. có một điều là do cái sức tu của các vị khác nhau cho nên tôi đầu quờ nghe cái tầng thánh thấp nhất có ba trường hợp trường hợp thứ nhất gọi là e các vị trí có nghĩa là nhất chủng dự lưu có nghĩa là chứng đạo xong thì trong trải qua lương hồi một kiếp nữa thôi là chứng là Hán còn cái gì mà họ chứng trong kiếp đó rồi chứng là Hán luôn thì cái đó không có kể thì cái kiếp đó mình phải kể là kiếp của là Hán cho không có kể kiếp dự lưu nha còn cái đằng này họ phải qua một kiếp lương hồi nữa họ mới chứng và là hán thì cái đó gọi là nhất chủng, nhất chủng nhất chủng là hạt giống cái hạng thứ hai là họ phải lăn lóc trong sáu kiếp cứ gọi là gọi là, là, là cô lăn cô lấy số ta bắt tí cứ gọi là da da thì đi hết nhà này qua nhà khác sao kiếp cái hạng thứ bảy gọi là sát sát ta cắt tú paramo sách ta là bảy sát ta cắt tú là bảy lần paramo là tối đa sát ta cắt tú paramo là tối đa bảy lần cái hạng này là phải luôn ngồi đến kiếp thứ bảy thì mới là chứng người ta là kiếp sáu thằng chứng vì là phải qua thứ thứ bảy mới chứng chứng là hán gọi là ba hạng dự lưu là nhất chủng dự lưu gia gia dự lưu và là thất lai dự lưu ừ, thất lai bảy lần trở lui rồi rồi đó là ba hạng dự lưu cái hạng thứ tư là cái gì ta là hạng nhị quả cái hạng này nó là giảm nhẹ dục ái và sân à, cái số phiền não mà trừ được thì thì cũng là trừ hẳn cái thân kiến hoài nghi nhưng mà cộng thêm một cái nữa đó là làm giảm nhẹ dục ái và sân cho nên vị này chỉ còn có một cái khả năng mà quay lại cổ dục một lần nữa thôi nhưng mà cổ dục mà vị này quay trở lại đương nhiên cũng phải là trời với người chứ không phải đọa nha ừ. Ừ. vị này gọi là cái chữ nhất lai đó. còn quay đuôi có lần sakada đó là một lần sakada gà mi có trở lui có một lần nữa cổ dục nữa thôi ừ. rồi sau đó nếu mà không nếp bàn thì bắt buộc phải về cõi nếu mà chưa chứng la hán là bắt buộc phải về phạm thi về có định cư nha yeah. rồi right. như vậy thì ba hạng dự lưu ba hạng sơ quả cộng với hạng nhất la là bốn bốn rồi cộng với năm cái hạng, năm cái trường hợp mà gọi là tam quả nữa thì bốn với năm là chín thì chín trường hợp mà hữu học đây là chín trường hợp thánh thấp ấy thì nếu phần gây giải rồi chỉ có chín cái hạng này là không đọa còn la hán không kể vì không còn tái sinh lá la hán không kể rồi còn ngoài chính hạng này còn vé sinh mà không bị đọa đó chỉ cái chính thôi còn ngoài chính hạn này ra là còn Pháp mẹ phạm thì học đạo bằng trời không trí tuệ như hải thấm nhập uh, kinh đại à, đắc thiền rồi thuộc lòng tam tạng chú giải ô tâm lực nhưng mà nhiều lắm 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 là chỉ được có kiếp kế là thôi đó nhưng mà đó là rất là bắp bên nha chứ ghê lắm ví dụ như mình nói như nghề lady nè ông gân ca nè uber queen nè ngã chân cha nè bà chân nếp nè à, mấy cái vị đó là tôi phải nói là mình chỉ có lấy cái đầu mình chạm những cái chân của họ thôi. Này. nhưng mà nói bây giờ mà họ bị đọa là cái chuyện nó tuyệt đối rồi là có khả năng tuyệt đối có khả năng ừ. mặc dù nhắc tới là cái, là cái, 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 tên tuổi của họ là mình nói ốc đó à ngày lady nè rồi học trò ngày lady học trò mà truyền pháp đó lại ra là ông thét rồi học trò ông thét là ông u học trò bakin là ông ngân ca rồi còn bên thái thì mình thấy của ngài achan mun puridapto là thầy của ngài chân cha mặc dù thái lan nói ngài là hát chứ trời biết nha trời biết rồi bản thân ngài chắc chắn ngài không có nhận rồi đó vậy ai 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 có tư cách đó rồi vì đó là thánh cái vị nào mà phán người ta là thánh là vị đó một là phải ngang ngang tầm đương đương sự điều hai là phải cao hơn đương sự chứ không có cái vụ mà dưới đương sự mà đi phán người ta là là thánh còn bản thân vị thánh là người ta chỉ nói cái điều đó cho cỡ siêu huynh sư đệ mình thánh nhân còn không đó là phải đạo sư như thế tôn mà thì cả vị tinh văn người ta mới 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 gọi là nói ra lời Đấy rồi như nó nó năm nay là thánh, thánh ấy. thì thánh đi thì ta mới xác định chứ còn thánh mà đi nói với phàm là ta đắc này ta đắc cái kia là không đó là, là tuyệt đối không bởi vì phàm mà nó không tin một cái là ăn cho hết nha rồi ừ. rồi. rồi, như vậy thì là, 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 là bên thái là có ngày bữa chanh môn nè ngày chanh cha nè ba chanh nếp nè mấy vị cực kỳ cả kính rồi, rồi ngày bên miến điện cái ngày mahasi rồi ngày upandita rồi bị với giờ tên là ngày Mo tức là ngày ukumara đó mấy vị đó là cực kỳ khải kính nhưng mà chỉ có trời biết cái gì đó về ra đâu không. bởi vì mấy vị đó là nếu mà không có lọt vô ở trong chính cái vị này nè chính cái vị thánh mà Trung kinh này nói đó, thì cái đường lương hồi phải là nó mang năm, năm thu bởi vì các vị là ban nhớ dùm cái này khải kính cách mấy mà chỉ cần là phàm thôi thì vị đó có một núi nợ xấu nợ xấu nợ xấu tức là trong vô số kiếp luân hồi là mình không biết là, là bởi vị này đã là đâm cha chém chú ờ, cỡ nào mình đâu có biết đúng không ờ, lừa thầy phản bạn mãi quất cầu vinh rồi tôi lum hết rồi mình đâu có biết mà tại ngay kiếp này người ta hỏi đủ duyên người ta tu hành thấy cực kỳ là cách dễ thương đúng không chứ còn mà, cái nợ xấu cực kỳ nhiều ừ, cái nợ xấu là lương tháng thì có như mình có trăm ngàn nhưng mà mình đã nợ hai ngàn tỷ thì cái vị nghĩ lương tháng mà trăm ngàn đô la đó lương tháng trăm ngàn đô la mà mình 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 mình, mình nợ nợ xấu mà nó đến năm ngàn tỷ tám ngàn tỷ đô la thì bị nghĩ rồi trả sao nổi nội bên lãi suất ngân hàng không mà đủ chết rồi không chưa kể mượn xã hội đen mượn ba cái trung tâm tài vụ của hồng kông đó sao trả Đấy rồi cho nên là 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 là, là, đây là, nghe đôi, rồi chỉ có chốt lại chỉ có thánh thủ học mới chạy Đấy. thì năm cái bậc thánh uh, tam quả là cái gì ừ, thì mình thấy nè gọi là hưởng dư gọi là cái gì đó tiền bán này tiền bán uh, na hàm rồi hậu bán na hàm rồi cái gì nữa ta rồi cân lao na hàm rồi bất lao na hàm nhà hàng cuối cùng là thượng lưu ban na hàm năm hạng thì cái hạn tiền bán nè hàm là sao tức là hỏi sanh vào trong cái tỉnh tịnh ý tức là bên năm truyền gọi là tỉnh, bên bắc truyền gọi là tịnh độ nhưng tịnh độ có năm truyền với bên kia khác nhau chỉ chỉ xuất thao qua sao gì là tịnh độ là chuẩn nhất chuẩn lắm luôn tịnh độ bởi vì cõi này không có phạm thì cái gọi là gọi là tiền bán nè hàng có nghĩa là sao có nghĩa là vị này sanh vào là uh, cái tuổi thọ mà mà của năm cổ tịnh cư cái tuổi thấp nhất là gì ta cái vô phiền vô nhiệt Thiện hiện điện kiến và sắc cú cánh thì cái cõi vô phiền á là 1.000 tuổi trời 4.000 đại kiếp à, Vô nhiệt là 2.000 tiện hiện á là 4.000 màệ kiến là 8.000 sắc cố cánh là 16.000 tổng cộng là 32 đúng không Rồi thì cái vị mà gọi là tiền bán những lưu có tiền bán này hàm nay có nghĩa là tiền bán nghĩa là một nửa trước đây tức là mà, mà sống chưa được nửa đời là đã chính là hàng, gọi là tiền bán nè càng thứ ba là hai là hậu bán nè có nghĩa là phải lấn qua nửa đời sau ví dụ như một ngàn tuổi đi thì vị nó phải sống qua khỏi cái 500 năm trăm đó mới đắt là thì được gọi là hậu bán nè tức là đắt đảo vào nửa đời sau càng thứ ba gọi là cần lao nè có nghĩa là bị phải nỗ lực ghê gốc góp nỗ lực bệnh mỗi lúc mới được là lại. Còn bất lao na hàm có gọi là gọi là là, là, là hành na hàm nghĩa là vị này tu ba la mà quá nhiều kiếp cho nên là bây giờ chỉ cần uh, thông dung tự tại là cũng đạt đạt một cách không khó khăn, đạt dễ dàng, đạt hạn dễ dàng. Để gọi là gọi là thương nhàn na hàm hay là bất lao na hàm. Rồi cái hạn cuối cùng là là gì ta? cái cuối cùng mới mệt này cuối cùng nó gọi là thượng lưu bang đây hàm có nghĩa là người ta đó thì người ta chỉ, chỉ cần một kiếp thôi một một, một cõi tịnh cư một trong năm cõi thôi chứ một cõi là nó đắc đạo là, là 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 một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn không à, là phần đầu của kiếp nửa sau của của cái phần đầu của cuộc đời ở đó hay là nửa sau cuộc đời hoặc là 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 tu khó tu dễ gì đó mà đại cái là là, là 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 không có cần phải đi cả năm cõi mà riêng cái thượng lưu bang ấy thượng lưu bang là nghe chữ, chữ lưu bang là mà thấy khớp rồi thượng lưu bang hàm là gì là lần lượt đi qua bốn cõi thấp mà chịu đắt lên tới cái cõi thứ năm mới chịu đặt Mà chịu đắt là hay mà về anh mà anh hàm là cái gì nãy giờ chưa có nói là cái vị này đó là định cái định cái vị này này là ngon lành lắm, lắm phải ngon lành mới là về về phạm thiên nhưng mà tuệ vị này thì chưa có rốt ráo bằng mà vị là hết khi nào có tuệ rốt ráo á, thì mới chứng là hẹn cho nên đây mình thấy ba cái đó là giới định và tuệ thì cái tầng mà giới đó là coi như ở mấy cái tầng ngũ thường nhất nhất của nhất, nhất nhị đó à, tầng thánh mà nhà, 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 nhất trí nhị nhất thánh nhị thánh đó là xong nhưng mà định ấy là phải qua tới cái tầng thứ ba còn tuệ đó là phải phải qua tới tầng là hẹn. cho nên cái vị tam quả nào mà trí tuệ rốt ráo thì bị nó lập tức lìa bỏ cái tầng ba và chứng lên cái tầng một rồi à, cho nên ở đây ngày mấy trong đây ngày mấy dạy này có những vị mà giới chưa viên kỳ giới cụ túc nhưng mà định chưa cụ túc có những vị định cụ túc mà tuệ chưa cụ túc cụ túc ở đây có nghĩa là đầy đủ ý. full ý, full ý. Đấy, rồi yeah. như vậy thì mình chốt là cái gì Vậy cái này đâu có đơn giản vậy cái này mới ghê nè cái mức độ mà trầm kha dai dẳng trong cái cổ lương hồi hoàn toàn thì thuộc vào hai thứ một là phiền não mình nặng nhẹ nhiều ít thứ hai là cái đạo tâm của mình dày mỏng nhiều ít hai cái dính chậm nha phải dính chậm phải dính chậm nếu mà cái cái phiền não tôi gọi tắt là phàm tâm đi cái phàm tâm tâm mình nó còn ngon nó nó đã ngon là, nó đã là coi như nó mòn, mòn 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 rồi đó tiêu mòn rất là nhiều nhưng mà cái 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 gọi là cái thanh tâm mình nó chưa có viên mãn ví dụ như cái định và cái tuệ của mình chưa chưa viên mãn thì mình còn tiếp tục đi nhớ không về chốt lại cái nội dung mà cái này nói xác định cho mình chuyện gì đó là cái cái chuyện mà lưng hồi đó dài ngắn là nó tùy thuộc vào cái phàm tâm và cái thánh trí của mình. mình bây giờ mình đi uh, vô chùa mình học đạo xuất gia hay là làm cư sĩ khoan nói chuyện đầu tiên là trong Kinh nói nó là cái buổi đầu cái Phật pháp mà thầy Đức Phật là cái thời Phật cái thời đó là thời thực chính. Sau đó là thời giáo lý, ừ, Thời đó là thời giáo lý tức là chỉ còn học giỏi thôi. Và cái đến cái đời thứ ba đó gọi là đời chỉ còn là cái đời gọi là công đức thì. vì mình trong công đức thì nói bật là cái gì là bố thí là phục vụ thì. cư sĩ thì lo bố thí phục vụ còn chữ tăng ra thì, thì, nếu mà chân chánh ấy, thì cũng chỉ là tụng niệm bái sám thôi chứ còn không, không có gọi là đã qua khỏi cái giai đoạn pháp học luôn ừ, ba cái nha trong chú giải đó à, giai đoạn một ấy, giai đoạn một là giai đoạn thực chứng giai đoạn thứ hai thì giai đoạn lý thuyết giai đoạn thứ ba là chỉ là giai đoạn công đức ngoài da Đấy Thì uh, Nếu bây giờ mà mình không có thật sự cầu giải thoát Chưa có thật sự chán sợ sanh tử Thì dù là mình mang được cái tiếng là thờ Phật tu Phật tin Phật là học Phật không? Nhưng mà mình không có thiết tha đó Thì riêng cái khoảng mình niềm tin với giới hạnh của mình đó là nó đã chưa có trọn thì nói gì là định mà tuệ nhớ không? chưa nói gì là định mà tuệ mà nếu mà cái giới mà niềm tin mình chưa có tròn nữa, thì sao ta ngủ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt năm giới không xong nữa, là cái đường trời người là coi như là không có cửa lộ triệt là hết đường ấy chỉ riêng cái cái, cái giới hạnh là niềm tin mà chúng ta biết rồi chỉ hai cái đó thôi mà ở cái mức mà thánh sơ quả là mình nó không rờ tới rồi. đó là niềm tin không dời đổi giới hạnh không có xe dịch ừ. trầy xước ừ. thì uh, là mình bây giờ mình chỉ có chỉ có từ là, là ta là tu thất tịnh đã tu là bác chánh đạo à, còn mình giờ là mình ở cái mức thất thánh sản là nó mừng hấm rồi không? cũng là 38 tâm sở à, nhưng mà mình tu ở mức th thất, thánh sản là mừng lắm rồi chỉ còn thất tịnh rồi thất bác chánh đạo là không có cửa đâu nhưng mà giờ mình chỉ mong tu ở thất thánh sản là gì là tính thế giới văn tàm, uy trí thì cái tính ở đây ấy là cái chánh tính chánh tính của phàm ấy có nghĩa là kiếp này thôi cái, cái niềm tin phải y cứ trên tam đại với sớ giải đó vừa là chánh tín à, rồi cộng thêm cái gì nữa gọi là kinh nghiệm tự quán có thực tập của hành trì chánh niệm đấy cộng thêm cái đó nữa không? pháp học rồi cộng với gọi là một mảnh nhỏ của pháp hành ừ, tức là đời sống chánh niệm ấy thì cái cái cái, cái là tím, niềm tin nó phải dựa trên hai cái nền đó bởi vì cái nền nhớ nha cái niềm tin mà của người có giáo lý và có chánh niệm nó nó lạ lắm chưa chứng thánh thì nó cũng lạ hơn cái người không có hai cái này tức là giáo lý và và chánh niệm à, bởi vì có chánh niệm mình mới thấy cái tam tướng và nghiệp quả nó rõ lắm. còn mà học giáo lý bằng trời bằng trời đó kiến thức bằng trời đó nhưng mà thiếu cái 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 chánh niệm là không không được còn nếu mà thiếu luôn giáo lý thì chỉ ăn cho hết nha yeah nghe yeah. yeah. à, là chánh tín còn thí ở đây là gì thí ở đây mà cái kiểu mà cho ở đây là nói là cho chửi nữa các bạn sầu để chửi nữa nó kêu ông này ông càng kêu gọi nô no, tôi 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 chỉ giải thích thôi tín ở đây không có hẳn là cũng như tăng ni nha không có hẳn nha phải nói rõ phải chửi nữa không hẳn là cũng như tăng ni mà tích mà thấy đây là, nghĩa là cái tâm lòng mình á lòng hào sạc cứ là khi gặp người đáng cho chuyện đáng sai thì lòng không tiếc đó cái thí cỡ đó đó mới, mới kể là, là tài sản cho kiếp sau còn kiểu mà mình có ngàn tỷ cái mình lấy một phần triệu một phần ngàn của ngàn tỷ đem cho thì cái không có không, không có kể trong trường hợp này mà tôi nhắc lại không có nhất thiết phải cúng cho tăng ni nha mà mình coi cái việc gì đáng xài bởi vì cái đối tượng này cúng vừa nó có ba một là gì ta cá nhân đức độ hai hey, là cá nhân đang thật sự có nhu cầu có nghĩa là không có là họ chết liền ấy à, không có thì như bây giờ họ bị mổ xẻ họ bị tan nhà nát cửa gì đó cho nên cái thứ nhất là đối tượng đó là là một là cá nhân đức độ hai là cái cá nhân đang thật sự có nhu cầu trái nhà cứu mạng đối tượng thứ ba đó chính là một cái tập thể mà đương nhiên tập thể này là có đức độ vẫn tốt hơn là tập thể sai trái nhưng mà dầu gì đã là tập thể thì nó là một, một cái đối tượng lớn đối tượng quan trọng nhớ hơn rồi đó là nói về đối tượng còn cái thí đó thì mình phải hiểu là thí ở đây tức là cái khả năng buông bỏ gặp chuyện đáng xài gặp người đáng cho lòng bèn không tiếc và cho mình thấy nó có ba đó là cái sa mí đa nó là cho gọi là chủ nhân thí có nghĩa là mình cho cái tốt hơn cái mình xài cái thứ hai là sa ha cho đa nó có nghĩa là bằng hữu thí có nghĩa là mình xài cỡ nào mình cho cỡ đó mà cái thứ ba là đa số ba đó có nghĩa là nô lệ thí có nghĩa là nô bọc thí có nghĩa là mình cho cái dưới mức mà mình xài đã, thì tùy hỷ nhưng mà đặc biệt cái gì thí thí mà đủ được xem là hành trang kiếp sau thì phải là do tự mình mình nãy giờ đã nói hết lại rồi nha yeah. nhưng mà tôi nhắc lại không hẳn là phải cho tăng ni mà một cái cá nhân nào đó là cư sĩ mà có đức độ hoặc là họ đang trong cái cơn thắt nhặt đã. thứ ba đó là tập thể à, có tóc không có tóc đây thì tự mình biết rồi chứ còn mà, mà mình có phải hỏi như tôi vậy được không tôi vậy được không mà tự lòng mình hỏi cái khả năng khả năng mình buông tới bao nhiêu vì khả năng mình buông bao nhiêu rồi có nghĩa là cái khả, cái bàn tay mình cái sao khả năng nó nhận được bao nhiêu cái vòng ôm mình nó lớn hơn bao nhiêu cái tầm mắt mình nhìn xa bao nhiêu à, thì mai mốt có nhiều người cái sao chỉ nhận được cái nó vừa với cái cái nắm tay có người họ nhận được nó bằng cái vòng ôm có người cái họ nhận được là bằng cái tầm cỡ cái tầm nhìn thôi nhưng có người cái họ nhận được là bằng suy nghĩ cái họ nghĩ được tới đâu là họ có được tới đâu. ví dụ như ngài Nuruda hoặc là ngài Shiva lý hoặc là cả dưới Đức Phật vậy đó. thì cái phước của họ không còn ở trong tầm mắt nữa mà là thật sự mà nếu các vị đó không có đi xuất gia đó, ở ngoài đời đó chỉ cần có nhu cầu chứ nghĩ tới thôi là phải có bởi vì cái thí của họ khiếp lắm rồi tính thế giới thì giới cũng vậy giới đây nó có nhiều có nhiều trường hợp mà mình gom lại gồm có ba trường hợp một là giữ giới là vì mình giữ giới là vì người thứ ba là giữ giới là vì giải thoát cầu quả giải thoát bố thí gi giữ giới vì mình là sao là sợ sợ tội sợ khổ cho nên mới là tránh ác muốn sướng cho nên mới là hành thiện sợ khổ nên tránh ác muốn sướng nên hành thiện À, thì nên là giữ giới cho mình còn giữ giới cho người là vì sao là là sao là vì thương vì thương đời vì không muốn người ta khổ mà mình bèn không phải giết bèn không nói gạt bèn không có xúc phạm nhiễu hại đấy thì đó là giữ giới cho người đó còn cái thứ ba là giữ giới để cầu giải thoát nghĩa là giữ được bao nhiêu ngày bao nhiêu giờ cứ dốc lòng là mong cái công đức này nè cho con sớm xóm... vĩnh biệt sinh tử không à, rồi đến thế giới văn văn ở đây cứ là học giáo lý đó ở đây mà mình học hết tâm đại chú giải là quá tốt nhưng mà tối thiểu đó văn ở đây là gì là đủ để cho mình có thể tự tu tự tu ba cái tự tu trong giới trong định trong tuệ ừ, đó là rốt ráo còn không nữa đó là tự tự cái gì ta tự tu ở trong thập thiện tự tu ở trong thập độ tự tu ở trong ba bảy bồ đề phần thì cái văn đó mới kể là mới kể là văn đúng nghĩa nha yeah. đây tôi nhắc lại không có cần phải thuộc lòng nhưng mà không giáo lý sao mà đủ để mà tự tu ba la mật tự tu thập thiện tự tu ở trong ba bảy bồ đề phận à. tự tu trong ba tám pháp hạnh phúc đấy ba mươi tám pháp tám ba tám an đấy tự tu trong trong đây đó nhớ yeah. ha thì tự đây nghĩa là không có đi thắc mắc lắc nhắc lắc nhắc hỏi hỏi ngu ấy. người ta do dốt ấy rồi R giới văn là tam quý tam ở đây nó gọi là thẹn trong cái ác thẹn ở đây là nói làm tư duy cái gì mà bậy thì thấy biết thấy, thấy, thấy nó kỳ à, thẹn à, thẹn là vì cái thẹn là có hai thẹn vì nghĩ về mình nghĩ về cái đoàn thể mà mình có mặt không? thẹn có hai nghĩ về đoàn thể có mặt là mình là người xuất gia mình là tư nằm trong tứ chúng mình là con của phật mặc dù con xa không phải là con đích tôn đích tử đích truyền nhưng mà ít ra không phải là trực hệ nhưng mà ít ra mình cũng là con xa xa mà tại sao mình như vậy đó gọi là biết thẹn thẹn biết nghĩ biết thẹn khi nghĩ đến người khác biết nghĩ đến đồng thể còn biết thẹn vì nghĩ đến mình nghĩa là người như mình mà tại sao mình làm như vậy đó gọi là thẹn khi nghĩ tới mình vậy là tạp có hai quý có bốn quý này có nghĩa là biết sợ tội lỗi bằng một trong bốn cách một là sợ cắn rứt lương tâm cái thứ hai đó là sợ tiến đời dị nghị cái thứ ba là sợ pháp luật trừng trị thứ tư là sợ nhân quả báo ứng đó rồi phải bị đọa này đọa kia mệt hơn vậy thì quý là sợ tội đến có bốn đúng không sợ mình cắn rứt sợ đời dị nghị đời nhận xét dị nghị ba là sợ pháp luật bốn là sợ nhân quả báo ứng sao đọa đời sao tính đi với văn tập quý trí thì cái trí này nè là dĩ nhiên trí mà mà mình là, là, không phải thánh thì là sao bằng thì, sơ quả trở lên được. Còn phàm thì dĩ nhiên là khác cho nhiều. Đó, phàm này phàm kia sao giống nhau được? Ừ. Vậy, trí đây là cái gì trí đi Còn cái hai đó là hiểu được hai cái nhân quả và tâm tướng. Hiểu được rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có. Đó là trí nhân quả. Có được cái trí này trừ được cái toàn ừ. kiến rồi đã có rồi phải mất đi nghĩa là cái trí này là hiểu được cái tâm tước mà đồng thời cũng trừ được cái thường kiến Đây đó mà ở hai cái này đâu nó ra ta nó ra cái văn hồi nãy đó, học giáo lý rồi học giáo lý xong rồi làm cái trí này gồm cái văn tư tu thì cái văn ở đây là là là, là, là trí văn là nghe đó nhưng mà tư là gặm nhấm uh, Tư tiêu quá tôi có nói hoài cái trí người tử nó giống như cái người phật tử học đạo giống như mình ăn vậy đó nó có ba giai đoạn tiêu thụ, tiêu hóa và tiêu dung, à, thì cái trong tam trong ba trí cũng vậy đó, tiêu thụ, tiêu hóa và tiêu dung, tiêu thụ trong cái ăn là gì ta bỏ miệng nuốt ực ừ, đó là tiêu thụ, từ bao tử xuống tới ruột non đó, gọi là xuống tới ruột già gọi là tiêu hóa, từ bao tử xuống tới ruột già gọi là tiêu hóa, còn tiêu dung có nghĩa là những cái chất này chất kia trong thức ăn nó được gọi là phân tải đi các nơi trong cơ thể để nó nuôi tóc, nuôi xương, nuôi da, nuôi móng, thì đó gọi là tiêu dung. À, thì học đạo cũng có ba đó là tiêu thụ tiêu thụ có nghĩa là mình học bô kinh này kinh kia thì đàm ba ly bốn ly tâm lâm mắt đó gọi là tiêu thụ nhưng mà có cái tiêu hóa là biết có trí tư à, biết đọc sách giữa hai hàng chữ bước hiểu sâu và rộng hơn những điều mà thầy nói sách nói đó là, gọi là, là, là trí tư gọi là giai đoạn tiêu hóa nhưng mà tới cái tiêu dung mới ghê đó là trí tu có nghĩa là cái biết của mình nó đủ để chuyển hóa cái con người mình Chứng quá là sao bỏ ác và nâng thiện nâng cấp bỏ cái ác và nâng cấp cái thiện Tức là cái thiện bữa nay nó khác cái thiện ngày hôm qua còn cái ác là cũng có hai cách bỏ bỏ ác thô rồi từ từ mới bỏ tới ác tế à, ác thì mình bỏ thô rồi từ từ bỏ tế còn thiện thì từ thấp mình nâng lên thành cao như vậy thì thiện có th có thấp và cao ác có thô và tế à, nhớ cái đó thì tổng chi là bài kinh uh, hữu gì phải được hiểu như vậy đó chứ còn bà con mà lật cái này ra mà không có giải thích mà bản thân không có giáo lý mà hiểu được thì cũng hơi bị khó hơn okay. ok chúc các vị một ngày vui và hẹn lại nhau thì sao và bây giờ đó là tôi đã giảng bù cho bà con đã vô trẻ giảng tròn một tiếng hay thì giảng nhắm mắt rồi nó vô nó chửi tôi như con nói chửi tôi là giảng mà chấm bắt thì tôi lên cho tôi 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 nói cái 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 mạng xã hội rồi tôi nói tôi cầu nguyện cho họ sống lâu trăm tuổi kẻ chú cái bị nghèo xin tri ân sư à, cầu xin tri ân sư cảm ơn anh kiên dạ, yeah, xin chào à, xin chào anh kiên và chào tất cả mọi người vít này xin tri uh, cô dì hỷ và cô tử du cảm ơn nhân rất là nhiều xin tổng chào tất cả quý vị dạ. chào anh chào good night mọi người